Đây là một cây nghinh xuân bản đôn ở rừng. Cây 6 lá, một lá bị vàng, sắp rụng. Trên cây kia có cây cẩm cù. Kênh Thanh Thủy rừng Lan Buôn Đôn xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Thanh Thủy. Quý vị ủng hộ Thanh Thủy thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh cho Thanh Thủy nhé. Và đừng quên nhấn vào nút thông báo để xem được những video sớm nhất của Thanh Thủy. Hôm nay Thanh Thủy vào rừng quay video cho mọi người xem cảnh rừng Tây Nguyên và các loại lan nơi đây. Mời mọi người theo dõi. Này tìm lan rất là hiếm các bạn. Hên hên thì gặp. Tìm cây còn sót lại. Lúc trước thì nhiều, bây giờ dân người ta lấy hết rồi. Đây đây. Nhất điểm hồng. Cây này là cây. Cây này cũng cây kiếm. Kim vàng. Có một cây lan.
cây rất là trơn các bạn. Hình ảnh quý vị đang xem là những chậu lan Ninh Xuân nhà Thanh Thủy thuần, chăm sóc cũng lâu rồi, chậu ít cũng 1 năm thuần tại vườn, còn lại 2 đến 5 năm có đủ cả. Vì vườn Thanh Thủy cung cấp rất nhiều cho quý vị yêu lan rừng Bản Đôn, nên khi xuất lan đi thì vườn Thanh Thủy lại tìm và mua lại cây giống của những người dân bản địa nơi đây họ lấy về. Tuy số lượng không còn nhiều và ít có cây to cây đẹp, và phải mất một thời gian khá dài để trồng thuần dưỡng chăm sóc. Với kinh nghiệm vừa trồng và học hơn 10 năm, vườn lan Thanh Thủy cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm, có thể gọi là bí quyết của nhà vườn, để sao chăm sóc những cây lan rừng Buôn Đôn cho cây phát triển được tự nhiên nhất, không lạm dụng nhiều vào thuốc, để cây phát triển đúng chu kỳ, đúng đặc điểm của lan rừng Buôn Đôn, đặc điểm của khí hậu Buôn Đôn. Những ai tới đây vào mùa khô sẽ cảm nhận được vô cùng hanh khô và khắc nghiệt. Nguồn nước ngầm thì vôi hóa cao, nên khi những cây lan của vườn nhà Thanh Thủy xuất ra thị trường, tới tay quý khách hàng yêu lan, quá trình chăm sóc tại vườn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nguồn nước sạch tưới cho lan khó khăn. Do vậy, khi những cây lan đến với quý khách hàng, cây như đang ở vùng sa mạc về với nơi có khí hậu mát, nguồn nước sạch, nên cây sẽ phát triển tốt, dễ chăm sóc. Đây cũng là những điều mà quý khách hàng trong những năm qua luôn đến với vườn lan Thanh Thủy, một địa chỉ đảm bảo chuẩn giống, uy tín, mà cây đến tay quý vị lại dễ chăm sóc. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video Thanh Thủy rừng lan Buôn Đôn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.